Mến chào quý vị và các bạn, mình đã gặp nhau ở nhà bếp của Nấu Ăn Express với Cathy Hà. Và hôm nay, Cathy nghĩ đến một cái món mà mình rất là thích ăn, rất hợp với mùa hè là có rau cải mà cuốn cuốn, rất là ngon. Và cũng gần đây, gia đình Cathy có đi ăn ngoài tiệm bò 7 món. Và trong cái 7 món đó thì Cathy thích nhất là món chả đùm. Thường thường Cathy ăn kêu là meatloaf của những quốc gia khác giống như là của Mỹ hoặc là Ý hay gì đó. Nhưng mà lúc nào Cathy nghĩ đến chả đùm Việt Nam mình là xấu dách, ngon nhất không bằng nước nào cả. Nên hôm nay nhất định Cathy phải làm cái món này cho quý vị xem. Thực ra mình nghĩ đến bò 7 món thì trong đó thì có chả đùm. Và chả đùm này mình nói đến bò thì có thịt bò, nhưng mà đặc biệt là nó cũng có thêm một cái thịt khác, đó là thịt heo. Nên đây Cathy có đây là thịt bò xay. Ở bên tay phải đây là thịt bò, ở bên đây là thịt heo. Và thịt heo này mình thấy là nó có tí xíu mỡ, đặng cho nó không bị quá khô lúc mà mình hấp. Cũng giống như thịt bò này đây, mà Cathy có đây là khoảng chừng 2 pound, 1 pound một bên. Và Cathy xay đây là nhuyễn là 2 lần. Nên nó sẽ, nó giống như là hồi nữa mình sẽ làm bò lại một cái giống như trái banh, nên mình cần nó phải là nhuyễn nhuyễn một tí. Nên xay 2 lần ở ngoài tiệm đó, nó sẽ làm cho mình thì mình khỏi phải về nhà mà mình bầm. Và kế tiếp thì mình có những cái nguyên liệu cũng rất là để vào dễ dàng cho cái thịt nó thơm hơn, nó đặc biệt hơn. Thì trong đó thì Cathy có đây là bún tàu. Và bún tàu đây là một khoanh thôi, hồi nãy mình lấy nước ấm ấm xong rồi mình ngâm. Xong kế đây là mình thấy đây là đậu phộng sống. Hồi nữa Cathy sẽ lấy chảo mà mình sẽ rang lên. Đây là sống, không có vỏ cho dễ làm ha. Mình rang lên một tí, đằng hồi nữa mình để vào thịt luôn. Rồi, có sẵn đây luôn là tiêu hột riêng như thế này, hồi nữa mình sẽ để vào luôn. Và trước khi mình để vào thì mình rang lên cho nó thơm hơn. Thì mỗi lần mà có cái heat hoặc là có chất nóng á, thì những cái hạt mà giống như là hột như thế này, nó sẽ tăng lên mùi vị của nó. Nên mình sẽ rang sơ sơ. Và cũng để vào nước để ngâm á, là vài nấm mèo. Cathy sẽ để hai cái thứ này chung, tại vì mình ngâm giống như nhau. Ngâm nước nóng nóng ấm ấm đặng cho nó mềm nhanh hơn. Trong khi đó thì mình thấy Cathy có đây thì mình sẽ để vào hột gà, nhưng mà đặc biệt là hột gà này mình chính xài cái trồng đỏ, đặng cho nó thịt nó thơm hơn, nó béo và nó cũng không có bị khô nữa. Xong rồi cũng có củ hành này, sweet onion, vừa như thế này thôi. Và đặc biệt, rất là đặc biệt của nước Việt Nam mình thì mình có mỡ chài. Mỡ chài đây thì sẽ làm cái thịt nó thơm và nó không bị khô. Nếu mà mình không có cái này ở ngoài chợ, cái khu mình ở thì mình có thể khỏi xài nó. Thì mình phải để tí xíu dầu vào thịt đặng cho nó không bị khô. Và kế bên đây mình thấy rau cải. Và hôm nay thì chả đùm của mình sẽ ăn với bánh phồng tôm. Và đây là bánh hỏi tươi, bánh tráng, rau cải cuốn. Trong khi chờ đợi cái nấm mèo và bún tàu mềm thì mình hãy lại bếp. Mình sẽ rang đậu phộng này đó, và cũng rang luôn là hột tiêu. Ok, let's go. Rồi, mình để lửa 2. Đây, Cathy để cũng khoảng chừng muỗng canh thôi, ít thôi. Tại nó cay lắm, mình rang nó sơ sơ. Chừng nào mình nghe mùi cay cay nồng nồng tí là mình biết mình lấy ra được. Rồi, nó hăng hăng rồi đó, nghĩa là xong, Cathy sẽ lấy ra. Ok, cứ để ra đây. Rồi nó đổ vào thịt kia. Rồi, kế tiếp đây là mình để lửa medium 2. Và lúc mà mình thấy là đậu phộng nó vàng vàng và nó sẽ bóng lên, nghĩa là lúc mình có cái chất nóng, nó có cái heat á, thì là ở trong cái đậu phộng nó có tí xíu dầu nó sẽ ra, nên nó sẽ bóng lên. Hồi nãy mình có một chén ha, Cathy sẽ làm phân nửa đó, để ra hồi nó ướp với thịt. Còn phân nửa này thì mình để đây, hồi nó làm nó
ăn ở bên ngoài nên là cho nó vàng vàng hơn một tí thôi. Nếu mà mình mua cái loại mà nó đã làm sẵn rồi mà mình biết cho nó tươi, nó không có hoa dầu á thì mình khỏi phải rang, hồi nó mình giả ra tí tí. Rồi, còn cái này thì để vô. Cái này thì Kathy muốn là nó tách ra, thì mình muốn nó phân nửa thôi. Nghĩa là một cái hộp nó có hai bên thì Kathy muốn tách ra phân nửa để cho nó nguội nguội tí. Tại cái này thì mình để nguyên một hộp, nhưng mà không phải là một hộp to, một hộp là phân nửa hộp như thế này. Nên Kathy mới lấy tay mà mình phải cho nó tách ra đó. Xong tặng thôi, nếu mình để chung với thịt lúc mà mình vò nó lại nó dễ hơn, ăn ngon hơn. Ok, mình thấy đây là đã mềm rồi. Bún tàu đã mềm, nấm mèo đã mềm. Thôi bây giờ mình lấy ra. Thì lúc mình làm cái này thì mình muốn nó ráo chứ không nó ướt. Để vào giấy, paper towel. Xong rồi mình chậm. Rồi sau đây mình cắt nhỏ nhỏ lại ha. Cái này khoảng chừng một nắm tay thôi, không có nhiều lắm. Mình cắt nó nhỏ nhỏ như thế này. Xong lấy cắt lại nhỏ lại. Không có được nát, nát quá, nhưng mà tại lúc mà mình để vào đừng cho nó có màu nâu nâu. Rồi như thế này. Mình cắt luôn mấy cọng bún tàu này cũng nhỏ nhỏ luôn. Rồi. Kế tiếp thì làm củ hành. Và kỳ trước thì có một quý vị email Kathy nói là làm như thế nào mà không bị cay. Thì nói là không có nên cắt cái rễ. Mình sẽ làm cắt gần hết xong rồi cuối cùng mới cắt cái rễ ra nên cho nó đỡ cay. Nên Kathy sẽ làm như thế như hôm nay. Có đỡ cay không? Vừa vừa như thế này nè. So far not cay. Cái phần cái sweet onion á thì nó đỡ nồng và nó đỡ cay hơn là cái loại khác. Xắt lại nhỏ nhỏ lại như thế này. Hey, it's working. Rồi, không bị khóc rồi, mascara không bị chảy nữa rồi. Xắt lại nhỏ nhỏ như thế này. Thank you for the tip. But also cái hành này nó đỡ nồng, nó cũng hơi cay tí. Sau đây là mình để cái đậu phộng của mình ra rồi. Mình sẽ để tiêu như thế này, phải trộn đều lên. Nhưng mà còn nữa, mình còn nữa là hột gà. Và mình sẽ xài cái phần trứng đỏ ha. Mình như thế này. Mình lấy cái phần trắng ra nè. Mình gỡ nó ra phân nửa. Xong rồi cứ để nó chảy phần trắng xuống nè. Mình thấy lòng trắng. Xong mình cứ qua lại, xài hai cái vỏ đặng làm qua lại cái này nó sẽ rớt cái phần trắng xuống. And then chỉ còn lại là màu vàng đó. Mình sẽ làm 3 trứng ha. Rồi, 2 One more. Trứng thứ 3 đây. 3. Xong rồi đây. Mình cũng để tiêu này là tiêu xay. Kathy thích nó cay cay, đậm đà. Mình Việt Nam thì mình ăn nước mắm. Mình sẽ xài. Kathy cho 3 muỗng canh này, muỗng như thế này, nước mắm ngon ha. Và cuối cùng đây Kathy cho 1 muỗng canh đường, sẽ làm đậm đà và ngọt lên cái thịt. Rồi, that's all. Trộn đều lại. Và cuối cùng thì mình để 1 tí muối, Kathy sẽ xài 1 tí muối vậy thôi ha. Rồi, that's it. Rồi, đây. Sau đây là Kathy lấy cái mỡ chày này ra. Mà nó to như thế này thì mình phải cắt nó ra thành, bữa nay thì theo cái xưởng size của Kathy thì sẽ làm 3 cái. Thì let me see, I'm gonna go ahead. Phải cắt cái này ra. Cái này giống cái lưới quá hả? Giống như mình đi chài lưới rồi. 1 nè, 2, 3, rồi cắt 3 cái nè. Rồi, để vô đây lại đi. Mình vò nó lại. Vò lại như trái banh. Và trước khi đó thì mình có thể để tí xíu dầu vào cái tay á, đặng cho nó không có dính cái tay mình lúc mà mình vò nó lại. Thì như thế này thôi. Và vò đây thì mình thấy làm Kathy sẽ làm nó cũng to to. Nếu mình mà muốn làm nhiều đợt á thì nó hơi mắc công. Cái này là nhỏ đây. Kathy sẽ làm giống ngoài tiệm. Vietnamese meatloaf phải to to như thế này.
Cái này là trái trái banh. Trái banh gì đây? Này cái banh softball. Mình làm tròn tròn. Xong rồi, mình lấy một cái mỡ chài đây. Mình cuộn nó lại, đặng cho lúc mà hấp lên á thì nó sẽ làm thơm cái thịt, nó cũng không làm khô nữa tại mỡ nó sẽ chảy ra. Mình thấy nó bọc nó dễ thương không? Thì mình để vào đây như thế vậy thôi. Còn nếu mà mình không có cái mỡ chày á thì mình có thể xem lấy cái dầu mình chét chung quanh cái chén hoặc cái tô đặng cho nó không bị dính. Rồi, number 2. Cái này vui vui ha. Mình thấy cái này thì làm cũng không có mất công lắm, nhưng mà mình để vào sửng rồi thì mình khỏi phải lo nữa. Thì hôm nay thì mình sẽ xè sửng, là tại vì thịt bò đó nó sẽ khô, hoặc thịt nó sẽ khô nếu mình xài microwave. Thì quý vị biết là thường thường Cathy thích làm express, nhanh tốc, nhưng mà nhiều khi loại thịt như thế này nó không có hợp đi với microwave, nó sẽ làm không ngon. Nên mình đành phải lấy sửng ra, chế nước vào, hồi nó rửa thêm nồi thôi. Like that, cho nó chắc chắc. Rồi, lấy cái mỡ chài số 2 trải lên. Rồi, để vào như thế này. Để đây. Và cái thứ ba đây là một cái mini. Nhớ vét ha, lấy mấy cái cọng với đậu phộng lên. That's it. Rồi, vò vò. Xong rồi mình lấy mình đậy lên. Xong rồi mình để chén nè. Ok, bây giờ thì để mình lại sửng. Xong rồi để bắt lửa lên. Thì đây thì là Cathy lấy cái sửng. Cathy để phân nửa nước ở dưới. Để lên đây ha. Xong rồi gỡ này lên. Để vào. Rồi, để này. Như đây. See, nếu mình có cái sửng to đó thì mình có thể làm nhiều hơn một lúc. Cái này thì cái thấy cũng vừa rồi. Xong, mà mình phải nhớ là cái nắp á phải đậy cho nó kín. Mình sẽ hấp là 45 phút. Tại vì hồi nãy mình nhớ là cái thịt của mình làm cũng khá to đó, nó dày. Nên mình phải make sure là nó chín thì khoảng chừng 45 phút. Thì trong giây phút đó thì mình sẽ rửa rau, làm đồ, đặng mình hồi nữa cái thịt xong thì mình lấy ra mình xịt vàng liền. Ok. Ok, 45 phút đã xong. Thì hồi nãy mình cũng mở ra mình coi, mình thấy nè là đã xong. Thì mình muốn thử thì mình có thể lấy cái tăm to. mình biết là nó ra đó. Nước cũng 45 phút nè. Lúc mà nó ra nước này là nước ngọt. Xong rồi mình lấy đồ gấp ra sẵn luôn cho nó nguội. Đó, lại như thế này. Mình làm coi chừng nó không bị bể uổng lắm. Đó. Đó. Rồi, mình dỡ cái này ra. Mình không có ăn cái này, Cathy không có ăn cái này, lấy ra. Lấy cái mỡ chày ra. Thì cái gia vị nó đã ra rồi. Lấy ra cho nó thấy cái thịt nó đẹp hơn. Gỡ này xong thì Cathy sẽ làm cho mỡ hành đặng mình để vào cái bánh hỏi ha. Để tí xíu dầu ăn olive. Rồi, dầu đây mình thấy nóng này. Để vào. Làm sơ sơ đây. Xong Cathy tắt lửa liền, tại cái chảo còn nóng á. Nó sẽ tiếp tục làm hành nó chín lên một tí, nó dịu xuống chứ hồi nó nồng lắm. Đây là bánh hỏi đây. Mình để lên trên. Sau đây Cathy đã làm xong cái món trong bò 7 món Cathy thích nhất, đó là chả đùm. Thì mình thấy đây Cathy đã để ra dĩa rồi, nhưng mà một cái cuối cùng thì là hồi nãy mình có đậu phộng rang để lên trên cho nó hấp dẫn thêm nữa. Mình thấy đây. Để Cathy uống tí xíu nước. Wow, very good. Cathy muốn mà mình sẽ kêu là sẵn ra để quý vị xem là cái chả đùm của mình ở bên trong nha, hấp dẫn chưa. Đó, mình thấy đây, mình thấy là có những mấy cái bún tàu và
nấm mèo, đậu phộng rất là hấp dẫn trong này. Không có quá ướt cũng quá khô, nó vừa. Bạn mình thưởng thức với bánh phồng tôm đây thì rất là thích. Xong rồi với rau cải đằng mình cuốn. Thôi bây giờ thì mình phải thưởng thức chứ, chứ hồi nó nguội uổng lắm. Thì nhớ là bánh phồng tôm rất thích là mỗi lần mà ở nhà mẹ cái thi chiên á, cái thi đứng đó nó cho con cái. Cái con cái hồi nó cái thi ăn gần hết luôn. Ok. Có thẳng đây. Nước ấm ấm đặng bánh tráng của mình nó dẻo và nó nhanh ướt đặng mình ăn nhiều hơn. Đây nước mắm. Nước mắm tỏi ớt mới làm. Nó thơm. Thì cũng để đây. Ok, Cathy lấy tí xíu rau salad cho nó xanh xanh, giòn giòn. Để vào đây. Mấy cọng giá. Hồi nó chắc nó nhiều lắm. Một miếng như lèo. Tí xíu đồ chua. Goodness, chưa gì hết. Nó dày rồi, xong mình để thịt vô. Ok, cải làm luôn tí xíu. Bánh hỏi, mình để lên đây. Và cuối cùng đây thì Cathy sẽ lấy muỗng. Đây, chả đùm. À quên, để tí xíu đậu phộng lên. Xong cuốn lại. Wow. Mình chấm nước mắm. Chắc tại Cathy thích rau cải. Giòn giòn, chua chua, ngọt ngọt. Thịt cũng rất là thơm và cay. Từ hồi nãy mình có tiêu hột trong đó. Xong rồi mình cũng có tiêu xay nữa. Nước mắm cũng có tí xíu ớt nữa. Quý vị nghĩ sao? Dễ làm phải không? Thôi thì mình phải chia tay bây giờ. Nếu quý vị và các bạn nào đã lỡ không có xem hết chương trình từ đầu đến cuối thì có thể vào mạng để xem chương trình của hôm nay vào www.sbtnhouston.net thì sẽ thấy cái món của mình làm hôm nay trên đó. Mong quý vị có một tuần rất là vui vẻ với gia đình và bạn bè. Hẹn gặp quý vị kỳ sau. Bye bye.